Người ta cứ mãi nói với nhau về những thứ đã qua. Họ từng bên nhau vì điều gì? Tổn thương, hạnh phúc và cái khổ đau. Nếu đó không phải là tình yêu thì em cũng chẳng biết tình yêu là gì. Rồi thì ta cũng bước qua. Anh bận yêu, còn em thì bận với cô đơn. Khi họ hỏi về anh, em không gọi là người yêu cũ, chỉ gọi là người từng thương. Dù chuyện tình mình giờ đã cũ, là người được nhớ không quyền được ghen, vì giờ là gì của nhau. Anh theo người ta trọn vẹn niềm vui, bỏ lại tình em cũ.